Các bạn thân mến, hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Cây mạch đồng nữ hẳn là cái tên xa lạ với chúng ta, nhưng loại cây này lại là vị thuốc được dùng để chữa các bệnh phụ nữ và đau nhức xương khớp. Tìm hiểu thông tin cũng như công dụng của loại cây này qua bài viết dưới đây. Cây mạch đồng nữ là gì? Còn được gọi là mần trắng, vậy trắng, mấn trắng, mỏ hoa trắng. Tên khoa học là Clerodendron frangans vent, thuộc họ cỏ roi ngựa. Mô tả cây mạch đồng nữ là cây thuốc nam quý, cây nhỏ, cao từ 1 đến 1,5 mét, lá mọc đối, rộng hình trứng, dài khoảng 10 đến 20cm, rộng từ 8 đến 18cm, phía cuống lá hình tim, tâu lá nhọn, mép có hình răng cưa. Cuống lá dài khoảng 8cm, mặt trên của lá có màu xanh sẫm, có lông ngắn, mặt dưới xanh nhạt hơn. Trên đường gần lá có lông mềm, khi vỏ nát, lá sẽ có mùi hôi đặc trưng. Hoa màu trắng ngà hoặc hồng nhạt, mọc thành dạng mâm xôi, chia thành nhiều tán và có mùi thơm. Đai hoa giống hình phễu, phần trên xe thành năm thùy, hình ba cạnh tròn, phía dưới tràng hoa hình ống nhỏ, dài 2,5 đến 3cm, có bốn nhị dính trên miệng ống tràng, vòi nhụy ngắn hơn chỉ nhị. Quả dạng hạch hình cầu, còn đài tồn tại bao ở ngoài. Cây mọc hoang ở nhiều nơi, cả những nơi núi cao hay vùng đồng bằng trên nước ta. Ngoài ra, cây còn có ở một số tỉnh miền Nam Trung Quốc, Indonesia và Philippines. Hoa nở vào tháng 7 đến 8 và quả chín vào tháng 9 đến 10. Bộ phận sử dụng làm thuốc là lá và rễ cây. Lá được thu hái quanh năm, sau đó đem về phơi trong bóng râm hoặc sấy khô, bảo quản và dùng dần. Lá tốt nhất được hái vào lúc cây sắp ra hoa, còn phần rễ sau khi đào về rửa sạch đất cát, phơi khô, khi dùng có thể dùng tỏa củ hoặc thái lát mỏng. Chưa có nghiên cứu cụ thể để chỉ rõ thành phần của cây mỏ hoa trắng, nhưng nước sắc lá được chỉ ra là có rất nhiều muối canxi. Theo Trung Dược Chí Hóa Học Giữ Dược Lý, trang 68. Tác dụng và một số cách dùng cây mạch đồng nữ chữa bệnh. Từ những dược chất trên, mạch đồng nữ là dược liệu được nhiều trường đại học, viện khoa học và y dược nước ta khuyên bạn nên sử dụng. Loại thảo dược này cũng đã được đưa vào làm thành phần chính của nhiều loại thuốc đông y. Thảo dược này rất có lợi đối với sức khỏe con người. Tác dụng của mạch đồng nữ chữa lợi tiểu, hạ huyết áp. Năm 1968, đội ngũ y bác sĩ Đại học Dược Khoa phối hợp cùng Viện Y Dược Học Dân Tộc nghiên cứu ra tác dụng lớn của thảo dược này. Loại cây này có thể ngăn chặn khả năng phản ứng viêm do phenol gây ra, đồng thời hạ huyết áp do giãn mạch ngoại vi, lợi tiểu vô cùng tốt. Công dụng cây mỏ trắng giúp kháng khuẩn, chống viêm. Hàm lượng axit và amin trong mạch đồng nữ có khả năng chống viêm cấp tính khá tốt, thể hiện rõ ràng trong việc giảm phù trong mô hình gây phù, thực nghiệm trên chuột. Đồng thời, các nhà khoa học cũng chứng minh rằng thảo dược này lại có tác dụng chống viêm mãn tính khá yếu. Một số loại chuột như amian không thể thực hiện được việc kháng khuẩn chống viêm này. Tác dụng của mỏ trắng hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Thảo dược này có tác dụng không nhỏ đối với bệnh nhân bị bệnh gan. Một số bệnh nhân bị mắc chứng bệnh này có thể sử dụng thảo dược này hàng ngày để có thể có được sức khỏe và hạ men gan xuống thấp nhất, đồng thời điều trị vàng da, vàng mắt, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan, xơ gan. Cách dùng này đã được Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn áp dụng, làm thuốc từ những năm 1980. Tác dụng mạch đồng nữ xị run. Mạch đồng nữ có chất clerodin, có tác dụng trị run đũa rất tốt. Một số bà mẹ bỉm sữa thường dùng dịch lá cây này bơm vào hậu môn của bé, các loại run sẽ tự chui ra nhanh. Công dụng mạch đồng nữ có tác dụng giảm đau hiệu quả. Đa số bệnh nhân khi mắc chứng bệnh về đau, vết thương hở đều được các bác sĩ tư vấn dùng thuốc có chứa thảo dược này, giảm phù nề, giảm đau, không gây sốt, dễ chịu và làm mát cơ thể. Cách dùng mạch đồng nữ cho sức khỏe con người. Để dùng thảo dược này, người bệnh phải dựa vào bệnh lý của mình đang mắc để sử dụng sao cho hợp lý nhất. Cụ thể, cách dùng mạch đồng nữ khi bị đau bụng kinh. Dùng 6 gram mỗi loại mạch đồng nữ, ngải cứu, ích mẫu và hương phụ. Tất cả rửa sạch cho vào nồi khoảng 300ml nước, đun khoảng 30 phút, sau đó mang ra uống đều đặn trong ngày, uống khoảng 10 ngày, khí huyết lưu thông và dễ dàng điều hòa kinh nguyệt. Cách dùng mạch đồng nữ khi bị khí hư mạch đới. Dùng 10 gram mỗi loại mạch đồng nữ, chân bì, ngải cứu, ích mẫu và hương phụ, tất cả rửa sạch cho vào nồi khoảng 300ml nước, đun trong khoảng 30 phút, sau đó mang ra uống đều đặn trong ngày. Uống khoảng 1 tháng, sau chu kỳ kinh nguyệt khoảng 2-3 tuần thì chu kỳ kinh đều hơn, khí huyết lưu thông. Cách dùng mạch đồng nữ khi bị các bệnh về gan. Dùng 10 gram rễ mạch đồng nữ rửa sạch,
cho vào nồi khoảng 300ml nước và đun khoảng 30 phút, sau đó mang ra uống đều đặn trong ngày. Uống khoảng 1 tháng, các triệu chứng vàng da, mắt bị vàng thẫm đều bị loại bỏ, nên uống hàng ngày để có tác dụng loại bỏ gan tốt hơn. Cách dùng bạch đồng nữ khi bị các bệnh về khớp. Dùng khoảng 80g bạch đồng nữ, 120g dây gắn, đơn mặt trời, đơn tướng quân, canh dâu, cả gai leo, cây tầm xuân, cho vào nồi và sắc với khoảng 300ml nước sạch. Sau khoảng 30 phút sắc nước thì mang ra uống đều đặn, chia 2 lần một ngày. Trị nhiễm trùng, làm sạch vết thương. Trong tài nguyên cây thuốc Việt Nam, người ta cho rằng bạch đồng nữ được dùng nhiều trong rửa sạch vết thương, chống nhiễm trùng. Nước lá tươi của bạch đồng nữ sẽ làm giảm phù nề quanh vết thương, tạo cảm giác dễ chịu, mát cho bệnh nhân, đồng thời giúp vết thương nhanh chóng lành lặn, không để lại những vết sẹo xấu xí. Chữa vàng da và niêm mạc mắt bị vàng thẫm, nước tiểu có sắc tố mật. Lấy 10g rễ cây bạch đồng nữ, đun sôi với 400ml nước cho đến khi chỉ còn 200ml, chia uống 2 lần trong ngày, hoặc dùng rễ bạch đồng nữ và xích đồng nam sắc lấy nước uống. Điều trị vàng da do mắc bệnh về gan. Dùng 20g cả rễ và thân cây mỏ hoa trắng khô và 20g cả gai leo sắc với 1 lít nước cho đến khi còn 500ml thì chia uống nhiều lần trong ngày. Trị lở ngứa, mụn nhọt, chốc đầu. Lấy lá và thân cây bạch đồng nữ rửa sạch, đun lấy nước tắm, gội đầu hàng ngày cho đến khi khỏi hẳn. Chữa viêm gan, dùng 15g lá mỏ hoa trắng, 12g nhân trần, 15g diệp hạ châu, 15g chi tử, sắc với 600ml nước uống trong ngày, liệu trình từ 3 đến 4 tuần. Điều hòa kinh nguyệt, 16g bạch đồng nữ, 2g ngải cứu, 2g nghệ vàng, 10g đậu đen, 4g ích mẫu, 15g hương phụ, đun sôi lấy nước uống mỗi ngày một thang. Lưu ý, theo y học dân gian Nepal, dùng lá non, ngọn non và rễ tươi của cây bạch đồng nữ ép lấy nước uống còn có tác dụng trị run sán cực hiệu quả. Tại Ấn Độ, lá bạch đồng nữ kết hợp với chổi lá ổi bào chế thành dạng thuốc nhão trị bệnh đau dạ dày và đầy hơi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 thìa cà phê. Phụ nữ mang thai tuyệt đối không dùng cây bạch đồng nữ, không tự ý áp dụng các bài thuốc trên khi chưa hỏi ý kiến của thầy thuốc. Cách nhận biết bạch đồng nữ khác với các thảo dược khác. Thảo dược này khác với cây mỏ hay cây xích đồng nam, lá có màu xanh nhạt, có lông ở cả hai mặt lá. Hoa thảo dược này có màu ngả vàng, nhị đài thò ra ngoài và mọc thành sim. Quả thảo dược này có hình cầu, mọng nước, còn các loại cây kia có hoa màu đỏ tươi, lá màu xanh sẫm hơn, viên lá xoắn hơn, mặt trên lá bóng hơn. Nguồn gốc bạch đồng nữ. Loại dược liệu quý này mọc tự nhiên ở tất cả các cánh rừng nguyên sinh tại nước ta. Tác dụng phụ của bạch đồng nữ. Các chuyên gia khẳng định chưa có bất cứ trường hợp nào dị ứng với thảo dược này. Trong loại cây này cũng không có độc tính nên không ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Những người dùng bạch đồng nữ. Các bác sĩ khẳng định bất cứ đối tượng nào cũng có thể dùng thảo dược này mà không lo ngại tới vấn đề sức khỏe của mình, nhất là những bệnh nhân bị chứng bệnh gan, chị em phụ nữ kinh nguyệt không đều, chị em mắc các bệnh phụ khoa, những người bị bệnh về xương khớp đều nên sử dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị các bạn có một sức khỏe tốt.